Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Dream lột xác với rất nhiều món đồ chơi hàng tuyển, xếp hoặc màn đêm hoa lệ. Cái chiếc Dream đồ hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người đam mê giành được cái tình yêu em ấy. Vì khi chúng ta nhìn ngắm diện mạo đầy cuốn hút một cái chiếc xe đồ đang sủ, một cái diện mạo được nâng tầm với những món đồ chơi hàng nóng được trăm ngàn người là yêu thích. Tay thắng trước của chiếc Dream đồ hôm nay đã được thay mới bằng một cái càng thắng 47 rất là sang chảnh. Bao tay thì vẫn tận dụng lại cái phần bao tay nguyên bản đến từ hãng Honda nhằm giữ được cái nét đẹp thanh lịch và trang nhã. Riêng cái đồng hồ thì mang cho mình một cái dấu ấn của phần thời đại với cái món đồ chơi là một Umar Racing, kết nạp lối hiển thị là LCD sắc nét. Phần lớn hiển thị thông tin qua màn hình là tinh thể lỏng và kim tua unlock thông báo cái ngưỡng tua máy khi bật ga. Cái phần niên sắt ở phía trước của chiếc Dream hôm nay có chất liệu là bằng sắt, cho nên chẳng hề nào hài hòa với cái liền lạc với những cái bộ phận như vỏ phuộc, đùm, các sàn vân. Với một cái niềm nhôm SL ASEAN, khi cái bộ phận nó phổ biến hơn trên những cái dàn chân đều được làm từ nhôm CNC. Cái hệ thống thắng trước sau đều được nhấn nhá bộ cái càng thắng inox đẹp mắt hơn. Nó không đơn sơ và tối giản như cái phần càng thắng xin trước đây. Cái dàn chân sau của chiếc Dream đồ đã trở nên đẹp hơn nhờ vào cái phục Holin KMHO 67 bình dầu rất thể thao. Dĩ nhiên khi gắn không thể nào thoát khỏi cái công đoạn và cắt cột chuyền áo để khi chúng ta nhún nhảy bình dầu không bị cạ cấn. Chẳng những được tân trang bằng những món phụ tùng chính hãng để đảm bảo được cái sự ổn định trong quá trình vận hành, cái động cơ của chiếc Dream đồ hôm nay còn hội tụ những món đồ chơi trang trí rất là cao cấp như ống âm lực của Tekawa, nắp đầu CNC hay giày đạp của Tekawa v.v. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Exeter 1/10 hồi sinh cực đẹp ở phần dàn chân đến từ một biker xứ biển. Cái chiếc Exeter 1/10 đời hôm nay là một trong những cái dòng xe con tay đình đám của Nhật Yamaha. Mới đây một biker ở Bình Thuận đã chi được khoản tiền hơi khá để dọn chuyển cái chiếc xe của mình và chúng ta cùng xem chi tiết nhé. Dù gác lại một loạt những món đồ chơi giá trị, màu sắc nó bật nhưng người chủ muốn giữ gìn nét đẹp nguyên thủy với một cái chiếc áo xanh CB đến từ nhãn sức. Hai phía tay lái đơn giản hơn, bao tay Spider đi cùng gù chung CNC. Tay con được thay mới bằng cái tay chụp em đến từ Ý, có cấu tạo từ nhôm CNC tích hợp chống gãy cũng khá tiện ích. Hệ thống phanh được nâng tầm với cái cụm thắng của Brembo Asset đi cùng với bình dầu. Việc gắn hoàn chỉnh cái mẫu cụm này bắt buộc người chủ phải khoét phần nhựa có khoảng cách phù hợp. So với cái cụm zin thì cái dòng của Brembo này có cấu tập piston lớn, cho những cái lực bóp nó dịu nhẹ khi truyền xuống phía cái má phanh mạnh mẽ và ổn định nhất. Ngoài ra cái tay còn có núm tăng chỉnh rộng hẹp với hành trình bóp phanh và chống gãy khi gò quẹt. Như chúng tôi đã nói, người chủ đã thay thế mâm xin bằng cái mâm của chính hãng Raceboy với cấu tạo từ nhiều nguyên khối tạo thành cực kỳ sắc sảo. Nó bật với cái tông màu cam, ước tính cái cặp mâm này thôi cũng đã ngốn hơn 20 triệu. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với hệ của Rainbow 2bit logo lớn gam màu đỏ. Việc gắn hoàn chỉnh phải qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CNC cho từ máy, độ chính xác cũng rất cao, truyền tải qua dầu ép. Hệ thống truyền tải với đĩa tải nhôm đi cùng cái sợi sinh ống ánh sắc vàng. Hệ thống cái giảm sốc Holin cùng với bình dầu với mức giá trị rất đỏ. Cơ chế giống như chiếc xe cho nên khác hoàn toàn so với nguyên bản khi trang bị một phút này. Với cái dòng phục Holin, chiếc xe sẽ có chế độ nhún xuống nảy lên mức độ nhất định. Người lái gần như không có cảm giác chiếc xe nhịp nhưng vẫn đảm bảo được độ im ở những vận tốc khác nhau. Hệ thống phanh sau cũng được nâng cấp như bánh lái trước với cái dòng hẹp của Rainbow 2bit đối xứng logo lớn màu đỏ quay ngược. Một bản độ nhìn đơn giản nhưng giá trị đồ chơi thì lên tới cả chục triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, subscribe.